xin kính chào quý vị và các bạn Khối khí lạnh đang trên đường di chuyển xuống phía Bắc và ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ nước ta. Trong ngày hôm nay thì khu vực này sẽ chuyển nhiều mây hơn và sẽ có mưa xuất hiện rải rác, tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Bắc và giáp với biên giới Việt Trung. Nên nhiệt độ cao nhất ngày có xuống là sẽ giảm dần, trên toàn khu vực chỉ phổ biến với mức nhiệt là từ 27 cho đến 30 độ. Thời tiết đã và đang có sự chuyển đổi liên tục, do vậy mà chúng ta cần phải lưu ý là bổ sung những thực phẩm giúp tăng cao sức đề kháng cho cơ thể trong giai đoạn giao mùa này. Xuống đến các tỉnh miền Trung thì ngày hôm nay, khu vực này cũng sẽ chịu tác động của hình thế đó là gió Đông Bắc kết hợp cùng với điều kiện địa hình. Nên là mưa rông xuất hiện trở lại nhưng mà tập trung ở các tỉnh phía Bắc, bao gồm có từ Thanh Hóa kéo dài cho đến khu vực của Quảng Nam và Quảng Ngãi. Nên nhiệt độ trên khu vực này sẽ giảm nhanh và mức nhiệt cao nhất ngày sẽ không vượt quá ngưỡng là 30 độ. Đi sâu hơn xuống các tỉnh phía Nam từ khu vực Bình Định trở vào thì mưa xảy ra ít hơn và nhiệt độ thì có xuống là sẽ tăng dần. Mức cao nhất sẽ dao động trong khoảng là từ 29 cho đến 32 độ. Còn tại các tỉnh Tây Nguyên ngày hôm nay thì thời tiết có mưa rào nhẹ cục bộ vào chiều tối. Có ban ngày tại đây thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ đạt mức là 28 đến 31 độ. Lưu xuống các tỉnh Nam Bộ, tại đây thời tiết ban ngày khá tốt, ít mưa, có nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất sẽ ở vào khoảng là 30 cho đến 33 độ. Nhưng mà đến chiều tối thì khu vực này sẽ xuất hiện nhiều hơn những cơn mưa rào và có nơi sẽ là có mưa với lượng lớn. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, hôm nay tại thủ đô Hà Nội, bầu trời sẽ nhiều mây hơn, đồng thời thì mưa nhỏ cũng sẽ xuất hiện vào buổi sáng nhưng mà với lượng mưa không lớn. Đến trưa chiều thì trời có lúc sẽ giảm mây hưởng nắng nhẹ nên là nhiệt độ cao nhất ngày dự báo là sẽ không vượt quá ngưỡng 30 độ. Về đêm thì trời chuyển lạnh khi mà nhiệt độ giảm xuống ở mức là 21 cho đến 23 độ thưa quý vị thời điểm này cũng là giai đoạn chuyển mùa nên là thường có nhiều thay đổi khiến cơ thể của chúng ta nhạy cảm và dễ mắc bệnh cảm cúm chúng ta không nên coi thường những biểu hiện như là ngạt mũi chảy nước mũi đau đầu chóng mặt ho sốt đau họng hay là chán ăn những triệu chứng này của bệnh cảm cúm tuy là đơn giản nhưng mà nếu không chữa trị ngay thì sẽ khiến cho bệnh kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm Khối khí lạnh tràn về cũng sẽ khiến cho thời tiết tại thành phố Cảng Hải Phòng có mưa và nền nhiệt độ thì cũng sẽ giảm dần. Là thành phố gần với biển nên là nơi đây thì sẽ có nền nhiệt độ thấp hơn so với các tỉnh nằm sâu hơn trong đất liền. Dự báo là nhiệt độ trưa chiều ngày hôm nay chỉ phổ biến ở mức là 28-29 đến 29 độ, còn về đêm nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là 21 đến 22 độ mưa với lượng không nhiều và nền nhiệt độ giảm nhanh nên là quý vị phụ huynh cần phải lưu ý đó là giữ gìn sức khỏe cho các cháu nhỏ trong giai đoạn chuyển mùa này. Còn trên biển thì cường độ gió Đông Bắc sẽ tăng lên ở mức là cấp 5 nên là đôi lúc sóng biển cao sấp xỉ hoặc là trên 2 mét. Ngoài ra thì trời cũng chuyển nhiều mây hơn và có mưa nên là tầm nhìn bị hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân xuống đến với thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Ngày hôm nay thì trời vẫn duy trì với trạng thái là nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực này chỉ ở ngưỡng là 28 đến 30 độ. Thời tiết có mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi và các côn trùng gây bệnh sinh sôi phát triển. Để phòng tránh mũi đốt, đặc biệt là cho trẻ nhỏ thì các mẹ cần phải giữ gìn vệ sinh cho bé cũng như là nhà cửa và khu vực sống xung quanh nhà. Với bé sơ sinh, khi mà bị mũi đốt thì chúng ta có thể vắt một chút sữa mẹ bôi lên để da bé không bị sưng và không để lại vết sẹo thâm. Còn với các bé lớn hơn, chúng ta có thể pha loãng giấm, xoa lên nốt mũi đốt hay là xoa dầu khuynh diệp, nước cốt chanh. Với cách làm này thì các bà mẹ có thể giúp cho da bé giảm sưng ngứa và đỏ. Dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ bắt gặp một ngày giảm mưa hơn trên khu vực. Sáng sớm thì trời xe xe lạnh, kèm theo đó là sương mù nhẹ nên là khi lưu thông ngoài đường, quý vị nhất là những ai thường xuyên bị mắc các bệnh về đường hô hấp, cần phải mặc thêm một chiếc áo khoác để bảo vệ cho sức khỏe. Mưa rông sẽ tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm, còn ban ngày tại đây thì sẽ có nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở ngưỡng là 31 cho đến 33 độ. Ngày hôm nay thành phố Cần Thơ cũng sẽ có một ngày giảm mưa hơn, mặc dù vẫn phổ biến với trạng thái đó là mưa và nắng đan xen trong ngày, nhưng mà số giờ nắng sẽ kéo dài hơn và mức nhiệt cao nhất sẽ đạt ở khoảng là 32 đến 33 độ. Lượng mưa thường tập trung nhiều vào chiều tối và đêm nên là khi lưu thông trong thời điểm này, chúng ta cần phải lưu ý là mang theo vật dụng che mưa để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn ban đêm thì nhiệt độ thấp nhất sẽ ở vào khoảng là 25 độ cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của đài truyền hình kỹ thuật số vtc xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo